Lần đầu ra mắt nhà bạn gái, nam thanh niên bắt gặp ánh mắt kỳ quái từ người phụ nữ lạ, khiến cộng đồng mạng rén ngang. Lần đầu về ra mắt nhà người yêu, chắc hẳn ai cũng có cảm giác hồi hộp và ngập tràn lo âu về những câu hỏi đến từ nhạc phụ nhạc mẫu. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất khi mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip nam thanh niên chia sẻ về lần đầu tiên đến nhà người yêu khiến ai xem xong cũng nổi hết cả da gà. Chia sẻ nhanh, nam thanh niên cho biết ngôi nhà người yêu mình lạnh hơn bình thường, chắc do bật điều hòa 16 độ. Lúc đang trò chuyện thì chợt có một bác gái mặc áo hoa đỏ, khuôn mặt tái mét đứng ở cầu thang và nhìn thanh niên cười một cách ma mị. Đâu, không phải là cô lầm đâu, cô đấy là cô nhìn thích ăn cùng mình thế. Bình thường nhá. Ôi trời ơi. Không nói đâu. Ui, sợ quá, sợ quá. Hỏi ra mới biết đó là người yêu của bố cô gái, cũng là một người theo hệ tâm linh nên bạn gái của ông cũng hơi khác so với bình thường. Thiết nghĩ 3 giờ sáng dậy đi vệ sinh mà gặp bác gái đứng đó với nụ cười, ánh mắt ấy bò nước thêm quả áo phít tới kia thì chắc tôi với bạn gái đường ai nấy đi mất. Mấy ông đến nhà người yêu cứ nghĩ đếm gạch, xem thời sự đã là bi kịch thì xem nhá. Về làm rể nhà này không sớm thì muộn cũng ra đi lạnh toát vì tá hỏa giật mình mất thôi. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng tỏ ra vừa sợ vừa buồn cười với hoàn cảnh của nam thanh niên trên. Một số bình luận cho rằng nửa đêm thấy cô mặc áo trắng nữa thì đúng chuẩn bài. Nụ cười thân thiện, ánh mắt thân thương ấy chỉ nên nhìn vào buổi sáng thôi ông nhé. Còn bạn, bạn nghĩ sao về màn ra mắt nhà người yêu này? Comment ngay cho TV Chan được biết với nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Chan và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.